Nhi, thư ra coi nó làm gì thôi. Khỏi tay nó kìa, bự rồi đó. Ai nó mất sồ không á. Thư đi kệ đó. Con đừng có. Ây da. Xíu rồi kìa. Coi làm gì thư đi, nó coi làm gì thư. Thư, watch her, stop. Can you not stop? See what she wants to do. Nó muốn lụn nhào, nó muốn cuộn á. Puppy down. Puppy down. Nói sao mày cặp. Chỗ đạp kìa, thấy không? Người đưa mặt nó đạp để mặt á. Làm được không rồi? Để cổ giỡn nghe Nhi sợ quá à. Nó mệt rồi, thở rồi, lộn nhà, nó muốn lộn nhà mà lộn được, biết sao, bụng nặng quá, giờ đít nặng. Thư để yên rồi đó, đâu đầu nặng thì nó dễ chuối hơn, nhưng mà giờ đít nó nặng rồi, nó cuộn không nổi cả. Mới ăn đó, ăn no bụng cứng quá rồi. Nữa không? Đi anh. Để yên nó Thư. Ok, làm tiếp. Stop đi nó Thư ơi. Làm đi, nhổ đi.